Cái gì quên rồi. MB5 Camo. Hello, xin chào các bạn. Đến clip này thì mình sẽ giới thiệu với bạn một cây MB5 Camo. Và mình sẽ test đam cây này như thế nào cho các bạn xem. Với số lượng đạn thì là 41 bằng. Và độ giật thì là mấy bạn biết rồi đấy, MB5 độ giật đó là rất ít. Này cũng nhắc thôi. Sao đây là chương trình đổi súng. Còn quá đã có cơ hội test đam. Trời ơi, nuôi thì lui đi. Chỉ có chế độ bắn mà thôi. Mình phải sắp mình người ta chọn mù mình thì mình cũng chơi chọi chón lại. Đợi sân bay ra. Đợi sân bay ra mình chọi. Có ba con dân bay nó dám ra mới sợ. Nắm đạn. Đạn vũ khí chính. Trời ơi, thằng là 3Z0-1 gì đó. Anh em này chơi cho thấu. Giờ em bay ơi, bạn ở đâu rồi? Giữa mây. Ê, mình đã sai lầm rồi. Đâu mà sau lưng mình vậy? Đập đề, đập đề. Rồi bạn tơ kỳ cục vậy. Sao bạn chơi vẫn thoát ra rồi? Trời ơi. Trời ơi, bắn gì mà chết liên tục. Hero chạy đi. Mờ. Hậu bao cũng chơi. Mà thủ à, đứng theo là thủ thì nó chữ buồn quá. Mình chào ban cái ai. Trời gì mà mình mù, nó mịt mù tâm tối. Chúc mừng có một bạn thơ.
cuối cùng mình đã trả lại được sự trong sáng cho mình. Mình xa vẫn có dính đâu. Ô dưỡng dính nè hả? Các bạn gì đó ơi, sao mình bắn bạn mà không giật vậy? Ôi kìa, siêu ngắn kìa. Khi bạn ấy đã là siêu ngắn. Siêu ngắn kìa. Siêu ngắn chạy nhanh kìa. Mình cũng không để ý tên nữa. Trời ơi, nó mới mình chạy cái eo. Dạ. Khổ. Cứ mù hoài. Mù cho mù à. Bạn đó bạn bắn cái gì đó vậy? Bạn won hả? Bạn won sao mà bạn thấy được quân chân bái đó vậy? Đây. Các bạn thấy chưa? Đó. Trời ơi. Bị kích nữa rồi. Bye bye mấy bạn.